Thôi xong, đại biểu Quốc hội nhất quyết đòi công khai, lòi ra kết quả lấy phiếu tín nhiệm gây sốc. Thủ tướng Chính gây bất ngờ phút 89, ủy viên Bộ Chính trị nào phát hoảng. Thưa quý vị, không biết việc lấy phiếu tín nhiệm có phức tạp quá không mà cả một ngày qua, đại biểu Quốc hội dành rất nhiều thời gian để bàn thảo vấn đề này. Từ đây lòi ra câu chuyện còn phức tạp hơn chính là kê khai tài sản. Đáng nói một đại biểu ở đoàn Hòa Bình hôm nay đã đánh trúng cái mà nhiều người quan tâm, đó là đề xuất phải công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho cử tri và nhân dân nắm rõ để làm cơ sở đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Từ đây dư luận thắc mắc không rõ kết quả đợt lấy phiếu ở hội nghị Trung ương 7 vừa qua thế nào rồi, ai thấp ai cao, ai sử dụng. Thủ tướng Chính của chúng ta có như lời đồn không? Và dù chưa công khai nhưng một nguồn tin nội bộ đã tuồn ra, kết quả khiến ai nấy đều há hốc trước sự thật bất ngờ. Câu hỏi về Thủ tướng Chính đã có lời giải. Và đặc biệt, người bị tín nhiệm thấp nhất không phải ông Nguyễn Hòa Bình mà lại là Thái Tử Đỏ này. Chưa dừng lại ở đó, còn một bí mật khác khiến ai nấy ngã ngửa. Rốt cuộc thực hư ra sao? Xin mời quý vị theo dõi video. Phức tạp hóa vấn đề lấy phiếu tín nhiệm vì sao? Thưa quý vị, trên nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu thậm chí không hiểu cách bỏ phiếu tín nhiệm như thế nào, phải giải thích rất mất thời gian. Thực tế cho thấy quan niệm của Quốc hội về tín nhiệm có vấn đề, làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Nào là tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, tín nhiệm trung bình. Trong thực tế đời sống không có chuyện đấy mà chỉ có một là có tín nhiệm. Một con người có tín nhiệm, một đại biểu có tín nhiệm và một đại biểu mất tín nhiệm, đơn giản vậy thôi. Từ chuyện phiếu tín nhiệm lại lòi ra một vấn đề khác cũng rất phức tạp. Sao ở xứ ta có nhiều điều phức tạp thế? Cuộc sống vốn dĩ là đơn giản, dễ hiểu, làm cho phức tạp chỉ có con người thôi. Đó chính là vấn đề kê khai tài sản. Vì sao không quy định tất cả các lãnh đạo bắt buộc phải kê khai tài sản? Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại kê khai tài sản sẽ ảnh hưởng đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Song vấn đề thật sự ở đây không phải là số lượng tài sản, không quan trọng người lãnh đạo có ít hay nhiều tài sản, có ít hay không có bất động sản, mà là có minh bạch không, có hợp pháp hay không. Hiện nay người Việt Nam, người dân Việt Nam chỉ nghe những lời đồn thổi thôi, còn không biết ông nào có gì. Nếu minh bạch thì dù lãnh đạo có nhiều bất động sản, có nhiều tài sản, người dân cũng không nói gì. Một người bị đem ra bỏ phiếu có thể chỉ có một ngôi nhà nhưng có được từ tham nhũng thì rõ ràng người ấy không xứng đáng. Ngược lại, một người có thể có hàng chục ngôi nhà và nhiều tài sản khác nhưng tất cả đều được họ làm ra một cách minh bạch, phải là kiểu dò bán trò đót thì hoàn toàn không có gì để mà không tín nhiệm. Ví dụ, có nhiều lãnh đạo có rất nhiều tài lẻ, họ đi tham dự các sự kiện, nói chuyện chuyên môn rất giỏi, rất hay, được trả thù lao hàng chục triệu đồng một lần, như vậy tài sản là hoàn toàn chính đáng. Người dân Việt Nam khi đó rất tự hào vì đây là người giỏi giàu nhờ tài năng của ông ta biết làm ra tiền. Người dân chúng ta hoàn toàn không gây nan tức ở. Những người có tài năng, làm giàu xứng đáng, không biết chừng Quốc hội lại bầu người đó làm Chủ tịch Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam như kiểu ông Donald Trump vậy. Vì thực tế là một cá nhân biết làm giàu cho gia đình mình sẽ có nhiều khả năng biết làm giàu cho cả đất nước. Còn một lãnh đạo nghèo rớt bùng tơi để cho bản thân gia đình mình và con cái mình phải khổ sở thì làm sao mà xây dựng Việt Nam giàu đẹp được. Người dân Việt Nam chỉ phẫn nộ đối với quan chức giàu có khi họ làm giàu bằng tham nhũng thôi. Vì vậy, người ta rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông chống tham nhũng triệt để. Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có một nhà lãnh đạo nào thành công như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc diệt trừ tham nhũng. Một trong những lý do là ông có kỹ năng, ông có nhiều thanh kiếm, lại thường xuyên mài giũa những thanh kiếm đó. Và thanh kiếm gần đây nhất là quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo và quản lý. Và những thanh kiếm cũ có những thanh kiếm rất thành công và ngày càng sắc, như quy định những điều đảng viên không được làm. Trong tay đã có những thanh gươm sắc thì những thành phần quen tham nhũng hại dân có giá gì? Những nhân vật như đồng chí X, Đinh La Thăng đã bị loại khỏi vòng chiến vì những thanh gươm bé này. Bởi vì đã biết vũ khí của bác như vậy nên sau khi hội nghị Trung ương 7 bế mạc, người dân Việt Nam rất quan tâm đảng lấy phiếu tín nhiệm như thế nào, ai cao hay thấp, Thủ tướng Chính sẽ thế nào sau những lời đồn. Sự thật gây choáng phút 89 của Thủ tướng Chính. Sau hội nghị Trung ương 7, chúng ta thấy bác Chính rất khỏe mạnh, rất phấn khởi, tự tin. Nhiều người ngạc nhiên vậy là bác Chính không bị gì rồi. Đúng vậy, thưa quý vị, bất ngờ sau hội nghị 7 thì bác lại hoành tráng hơn. Bác Chính đi dự hội nghị G7 ở Nhật Bản. Tất cả các ống kính của báo chí quốc tế chĩa về ông. Thủ tướng nói chuyện rất vui vẻ, rất lạc quan với Zelensky và nói rất hay như một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Rồi hôm trước ông đi thắp hương ở nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang, phong cách rất thư thái, rất lãnh tụ, lừng lững như một tượng đài yêu nước thương nòi, cặp mắt hiên ngang nhìn qua biên giới nhớ về hương hồn của hơn 4.000 liệt sĩ ở đây. Hiện tại, kết quả lấy phiếu tín nhiệm hội nghị Trung ương 7 đã có nhưng chưa được cho công khai với nhân dân. Nhưng theo một nguồn tin mà chúng tôi chưa xác thực được từ một YouTuber nổi tiếng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua rất là bất ngờ. Bác Chính có tỷ lệ tín nhiệm 92,97%, tỷ lệ như vậy là rất cao, đứng thứ 3 ngay sau tỷ lệ tín nhiệm cao của ông Võ Văn Thường và ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, Thủ tướng chắc chắn sẽ ở lại chứ không như lời đồn. Chính trường Việt Nam lúc nào cũng có những điều bất ngờ, bây giờ thì không ai lại được với Thủ tướng và nhiệm kỳ tới có thể bác Chính vẫn là một nhân sự đặc biệt, song chỉ có thể biết chắc điều đó ở phút 89.
bởi có lời đồn khi lấy phiếu bác chính của chúng ta có chiêu gì đó. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu bởi vì hàng ngày Thủ tướng phải làm việc với các bộ, các ngành rất rộng rãi và làm việc với tất cả các tỉnh ở nước ta. Việc người ta quý mến bác chính là điều bình thường. Vì làm việc hàng ngày với nhau như vậy, 3 năm tới còn rất nhiều ẩn số, đó là sức khỏe của bác Trọng và bản lĩnh của Chủ tịch Vương Đình Huệ có mạnh mẽ không. Nếu có một chút lung lay thì bác chính sẽ có thể tiến lên. Ủy viên Bộ Chính trị nào phát hoảng? Sau câu chuyện của Thủ tướng Chính, điều dư luận quan tâm nhất lúc này là ai là người có kết quả tệ nhất? Ủy viên Bộ Chính trị nào có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất? Theo nguồn tin nói trên, có lẽ kết quả không gây bất ngờ cho bất cứ ai. Vị này đã nổi danh từ xưa đến nay, đó là ông Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh. Theo thông tin chưa xác thực này thì kết quả của ông Anh là ảm đạm nhất, nhưng xét về các chỉ số thì không phải là quá tệ, bởi vì kết quả tín nhiệm cao của ông là 49,73%, kết quả đạt tín nhiệm là 37,3% và kết quả lá phiếu tín nhiệm thấp là 12,97%. Nếu kết quả này là chính xác, tức là phần lớn các ông đã qua khỏi, đó mới là điều chúng ta ngạc nhiên, vì theo quy định của Đảng, tín nhiệm thấp trên 50% mới bị buộc phải thôi chức. Vì vậy, nếu kết quả này là thật, thì việc bỏ phiếu tín nhiệm ở Hội nghị Trung ương 7 không khác gì một câu chuyện đùa, nó không còn có ý nghĩa nữa. Khá ngạc nhiên là 185 đồng chí ủy viên Trung ương lại nhất trí cao như vậy về lãnh đạo của mình, bỏ phiếu nhưng không loại được ai cả. Người đốt lò cũng khá thất vọng bởi vì không đạt được mục đích. Sau hội nghị này thì không sờ gáy được ai. Củi tươi vậy là còn nhiều quá, nhưng người đốt lò lại không vui bởi vì ông biết rất nhiều đồng chí có vấn đề. Tuy vậy, nhưng người đốt lò vĩ đại cũng không từ bỏ mục đích của mình, phải thanh lọc hơn nữa bộ máy của mình. Ông sẽ sáng tạo ra một công cụ mới, một thanh gươm mới. Hiện những thông tin về kết quả phiếu tín nhiệm nói trên chưa được công khai mà chỉ biết qua đường truyền miệng nên vẫn chưa thể chắc chắn về độ chính xác. Nhưng nhiều quý vị đã biết, trong danh sách các ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng để có một nhân vật thỉnh thoảng lại gây sóng gió trong dư luận xã hội. Trong những năm vừa qua, nhiều sự kiện gây bão mạng như cho xe công của Bộ Công Thương vào sân bay Nội Bài đến tận chân cầu thang máy bay để đón vợ. Sai thì có thể sai, nhưng mà nhiều vụ việc nhỏ nhặt như vậy rất hay xảy ra xoay quanh nhân vật này. Trần Tuấn Anh, con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Đối với những vụ việc này thì có hai khả năng xảy ra, cũng có thể là nó rất nghiêm trọng như người ta nói, nhưng cũng có thể là nó rất nhỏ nhặt như người nhà, người thân của ông Trần Tuấn Anh nói. Còn việc ông Trần Tuấn Anh bị nhắm mục tiêu từ thời còn làm bộ trưởng chỉ vì ông ta được quy hoạch vào chiếc ghế Phó Thủ tướng và Ủy viên Bộ Chính trị hay Ủy viên Ban Bí thư, việc này có thể gây nên sự ghen ăn tức ở của một số người là đối thủ của ông Trần Tuấn Anh. Nhưng hiện nay, bất chấp tất cả, ông Trần Tuấn Anh vẫn là Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một bước tiến rất quan trọng của ông sau khi đã chiến thắng rất nhiều ứng cử viên vẫn được gọi là Thái tử Đảng. Vậy Trần Tuấn Anh là ai? Cha của Trần Tuấn Anh là Trần Đức Lương, người Quảng Nam, tập kết ra Bắc năm 1954, là công nhân địa chất. Ông Lương đã từng rong ruổi tất cả các miền quê ở phía Bắc để thăm dò địa chất, tìm khoáng sản. Thế rồi thật bất ngờ ông trở thành Chủ tịch nước. Tìm hiểu kỹ thì hóa ra ông là đồng hương của ông Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là Chủ tịch nước nhưng cụ Trần Đức Lương có xuất xứ là một công nhân rất bình thường. Khi ở trong đoàn địa chất thì ông Lương lấy vợ là một chị cấp dưỡng ở trong đoàn. Mặc dù là con Chủ tịch nước nhưng mà cả bố và mẹ ông Tuấn Anh đều là thành phần cơ bản giai cấp công nhân, nhưng được cho là có mối quan hệ rất tốt với sếp. Từ một công nhân bình thường, ông lên làm giám đốc rồi trở thành Chủ tịch nước lúc nào không biết. Nhờ có bố là Chủ tịch nước mà con đường học hành của Trần Tuấn Anh thuận lợi hơn nhiều. Cách đây 10 năm, Tuấn Anh là hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiến lên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, rồi chuyển về Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ở chức vụ này, Trần Tuấn Anh phụ trách phát triển thị trường ở Bắc Mỹ, chỉ đạo xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài. Năm 2012, Tuấn Anh ly dị vợ và lấy người mẫu Thủy Hương. Cả hai đã rơi vào hoàn cảnh rồ rá gặp lại sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thủy Hương đến từ một tỉnh miền núi rất nổi tiếng với câu thành ngữ trẻ thái gái tuyên, có một vẻ đẹp rất mong manh và dịu dàng. Người đẹp này chọn những trang phục bình dị mà không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch sang trọng đài các. Trước khi ly dị, Thủy Hương là một cô giáo dạy văn ở trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang. Ở vùng núi phía Bắc này thì có hai nghề rất được yêu thích. Con trai thì làm công an, con gái thì theo nghề sư phạm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thủy Hương vào thành phố Hồ Chí Minh làm người mẫu và có hai mối tình với hai cái tên đặc biệt của nghệ thuật Việt Nam là nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan và Lê Thanh Hải, những người chụp ảnh cho cô. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, Thủy Hương có hai con, một gái một trai. Con trai thì ở lại Tuyên Quang với chồng cũ, con gái nhỏ hơn thì vào Nam lập nghiệp với mẹ. Cuộc sống nơi Sài Thành là một thử thách cực lớn với Thủy Hương. Có những đêm cô đi diễn, đi học thêm mà phải mang con nhỏ đi theo, không biết bao nhiêu là thử thách đối với một cô gái đến từ một tỉnh miền núi phía Bắc. Mới vào Sài Thành đấy mà chả bao lâu con gái của Thủy Hương đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng. Lúc con gái cô đi lấy chồng, hai mẹ con trông như hai chị em mà bà mẹ có phần còn trẻ hơn, gần đến tuổi 50, tưởng là sẽ ở vậy đến hết đời. Thế rồi đột ngột một tiếng sét ái tình đã nổ ra với ông Trần Tuấn Anh.